Hello, xin chào anh em. Quý hàng của bạn tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tay cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc anh em, quý hàng của bạn nhiều sức khỏe, có nhiều thành công trong việc cũng như cuộc sống. Một ngày tràn năng lượng và tràn ngập tiếng cười. Thì ngày hôm nay mình có một siêu phẩm đến từ Hàn Quốc với số bao là 51. Một chiếc xe tải 1 tấn đời 2008, niên hạn sử dụng đến 2033. Hyundai H100 Porter, một cái dòng xe huyền thoại của Hyundai, xe tải nhẹ. Rất là hầm hố và rất là đẹp như thế này. Khung kính có cửa hông, lốp ngoài nóc, bánh trước bánh sau đồng bộ với đường kính mâm. À, sorry anh em, bánh sau nhỏ hơn bánh trước. Bánh sau với đường kính mâm là 13 inch giỏ 5.5, bánh phía trước đường kính mâm là 15 inch giỏ 6.5. Thùng hai lớp, lốp ngoài nóc, lốp trong cho lan kẽm sàn sắt, rất là dày và cứng cáp, có cửa hông. Nói chung là mọi kết cấu trên xe đều rất là ok và rất là tuyệt vời. Cho anh em quý hàng các bạn hãy suy nghĩ đầu tư một em xe tải nhẹ 1 tấn, thùng dài 3m1, đời 2008 sinh thời như thế này. Cầu cũng rất là lớn, xe Hyundai khả năng đề ba nó rất là mạnh đó. Nói chung là xe rất là khỏe, động cơ cũng rất là dữ dội. Cho nên quý hàng có suy nghĩ đầu tư một chiếc xe tải nhỏ gọn khởi nghiệp chạy, hàng hóa cũng rất là ok, đời 2008 đời cũng còn rất là cao đó. Vô lăng có trợ lực, nội thất ghế bọc da, kính chỉnh điện, nói chung là mọi thứ trên xe đều rất là ok. Máy móc cũng đạt chuẩn luôn nè, máy của Hyundai di rất là bền, rất là sướng. Với dung tích xi lanh của cái khối động cơ là 2,6 lít, công suất nạp 59 kW, còn động cơ 4.000, máy dầu 4 kg 4.000. Máy chạy rất là ok lắm nè, chạy rất là sướng, rất là mềm. Nên là thích cái mẫu xe này, cứ đi xem xe, trải nghiệm lái thử. Nếu cảm thấy phù hợp thì có thể đưa nó về, phục vụ đi kinh doanh bằng trải bằng chỉ hàng hóa của anh em, quý hàng của các bạn. Đây, một chiếc xe của Hyundai, một cơ H100, một tấn. Và 28 thùng kính của cửa hông xịn sò nhé này. Khối lượng toàn bộ cái máy là 3,1 tấn, khối lượng ống thăng là 1,9 tấn. Các bi tắp lô cửa này cũng còn rất là zin, rất là đẹp. Đầu cabin rất là zin, rất là đẹp như này. Xe nói chung là mọi thứ xe là rất là tuyệt vời luôn nè. Chạy rất là sướng, dòng bữa nay chạy rất là sướng nha. Cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu, chạy rất là bền luôn nè. Khả năng mà đề ba tăng tốc cũng rất là nhanh, rất là khỏe. Đó, cảm ơn anh em, quý hàng của bạn đã theo dõi cái video báo giá này. Đó, với dung tích xi lanh của cái khối động cơ là 2,6 lít, công suất nạp 59 kW, tiệm thu 4.000. Máy dầu, cụm đèn tròn đặc trưng của cái dòng Porter này nè. Đèn pha dạng tròn rất là sáng luôn. Đó, nói chung mọi thứ trên xe đều rất là tuyệt vời. Cho anh em, quý hàng các bạn hãy suy nghĩ đầu tư. Có cửa hông rất là tiện dụng trong việc lên xuống hàng hóa nè. Nói chung thùng cũng còn rất là đẹp lắm, thùng rất là liền lại, rất là đẹp. Xe này mua chỉ việc chạy thôi, không cần phải làm gì thêm nha anh em. Với mức giá mình đang dự kiến chào bán cho anh em quý hàng của bạn là 150 triệu sở hữu ngay em Hyundai Porter đời 2008 xịn sò như thế này, thương bản hình kính 3m2. Đó, cảm ơn anh em quý hàng của bạn đã theo dõi cái video báo giá của mình. Hẹn gặp lại anh em quý hàng của bạn trong những cái video báo giá cũng như cập nhật liên tục tình hình giá cả xe tải cũ tiếp theo của mình. Cảm ơn rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại.